Dan Tocano được lấy cảm hứng từ chú chim Tocan với chiếc mỏ ngoài cửa gái rất to và căng, hiện thân của khả năng nói một cách dõng dạc, nội lực, bỏ đi sự nhút nhát. Tocano mong muốn tạo một sân chơi nhỏ dành cho các bạn muốn cải thiện khả năng nói trước đám đông để cùng nhau giao lưu và học hỏi. Và gần đây, một đứa con tinh thần vừa mới ra đời, Tocano Community Group. Với sứ mệnh nâng cao kỹ năng nói trước đám đông, Tocano Community là nơi mà các bạn trẻ hợp sức hóa thân thành các speaker trên chính sân khấu của mình, xoay quanh các chủ đề về cuộc sống hàng ngày với lượng khán giả quy mô nhỏ. Wait a minute. Không chỉ là những chú chim chăm chỉ chạy deadline mà các thành viên Tocano còn play rất là hard. Tại ngôi nhà chung này, không chỉ được thỏa sức thể hiện cái tính riêng biệt của bản thân, các bạn còn được tha hồ quẹt đục nước với nhiệt tình vô vàng các hoạt động vui chơi như party, road trip và photoshoot. Hãy trở thành một mảnh ghép của Tocano và đồng hành cùng nhau trên con đường trưởng thành bạn nhé! Join us to start awakening your inner token.